Tập 17. Khâu Anh, dòng sơ loại online của cuộc thi ngôi sao ngày mai trong vòng một tiếng phải trả lời được 1.000 điểm. Thời gian gấp gáp như vậy, cứ coi như sệt đáp án trên mạng thì cũng không kịp. Hơn nữa, chỉ cần làm sai một câu thì sẽ phải làm lại từ đầu. Cậu có chắc chắn không vậy? Không chắc cũng phải chắc. Vậy bắt đầu thôi. Được. Đã chuẩn bị xong chưa? Cố lên, cố lên. Đừng lo lắng. Cố lên, cố lên. Chuẩn bị xong rồi. Chọn A. Làm đúng rồi. Mau 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 đi. Lại đúng rồi. Chọn C. Mau 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 mau. B, C, chọn B. Chọn D, đúng rồi. Giỏi quá. Giỏi thật. Lại đúng rồi. Chọn C, chọn A. C, 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 đúng không? Còn nữa, chọn A, có thể, có thể. Câu cuối cùng còn lại 10 giây. Lượng mua ban đầu của kim sáng là bao nhiêu? Chỉ còn lại 5 giây thôi, chọn mau. 3, 2, 1. Chọn C. Thành công rồi. Cậu giỏi quá đi. Mau nhìn xem, quy định của dòng sơ loại là gì? Để mình xem. Tất cả những người tham gia sẽ tạo thành nhóm 5 người, đến trường quay cùng nhau trả lời câu hỏi. Chỉ có người xếp thứ nhất mới được vào vòng trong. Cậu chắc chắn sẽ qua. Vòng thêm 1.000 câu hỏi còn làm được. Đến trường quay đó chỉ cần thả lỏng, đừng quá căng thẳng, chắc chắn sẽ thuận lợi vượt qua. Nhưng mà câu hỏi tại trường quay chắc chắn sẽ khó hơn câu hỏi online. Có thể tự tin một chút không? Được. Bắt đầu quét câu hỏi. Được. Mình sẽ sát cánh cùng với cậu. Lọt vào vòng trong rồi mà không báo tin mừng với thầy quý của cô sao? Chỉ là qua vòng sơ loại. Anh bận như vậy, không dám làm phiền anh. Vốn dĩ muốn chúc mừng cô. Nếu cô đã nói như vậy thì thôi bỏ đi. Khâu Anh, mày đang mong đợi điều gì thế? Nếu không, sao lại cảm thấy trong lòng trống rỗng như vậy? Dù có bận thế nào đi nữa thì cũng có thể bỏ ra chút thời gian uống cốc trà sữa chứ. Quý Hướng Không, sao lại ở đây? Tôi hơi nhớ hương vị trà sữa dâu tây ở đây. Ai ngờ lại trùng hợp như vậy, lại tình cờ gặp được đồ đệ vong ân bội nghĩa này. Không phải, là vì tôi đang chuẩn bị đi tham gia vòng dự tuyển rồi. Tôi đang hơi vội một chút, tiện được qua đây xem lại ghi chép. Dù có bận thế nào thì cũng phải chăm sóc bản thân tốt. Tôi nhìn cô hơi tiều tụy. Tặng cô này. Con gái bọn cô thích nhất là mấy cái này đúng không? Mặt nạ đất sét sao? Cảm ơn anh. Sắp chết mới ôm chân Phật. Có thuộc được hết chỗ này không? Tôi chỉ cho cô một bí quyết. Được. Bí quyết gì vậy? Bí quyết này gì nhỉ?
bí quyết hình như không được truyền ra ngoài. Bỏ đi bỏ đi. Mấy cái chiêu đó của anh ai mà không biết cơ chứ. Đội trưởng vĩ đại của ai khơn que Cố Phóng từng nói, Quý Hướng Không này bất luận là giao đấu với tướng nào vĩnh viễn chỉ có bốn hình thức cố định, đó chính là giả vờ không nhìn thấy, giả vờ không đánh trúng, giả vờ chạy không thoát, giả vờ sau lưng có người. Tóm lại chính là giống như một quyển sách giáo khoa vậy. Hơn nữa, cô nói tiếp xem, gợi đòn sao? Không phải, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Anh nhìn tôi làm gì? Nhìn cũng không được sao? Sau này cô trở thành bình luận viên số 1 rồi, thì tôi chỉ được nhìn thấy cô qua màn hình thôi. Anh đừng đùa tôi nữa. Bất luận tôi có trở thành bình luận viên số 1 hay không, chỉ cần anh muốn gặp tôi nhất định sẽ tới. Hơn nữa anh cũng nói rồi, chúng ta là anh em mà. Quý Hướng Không, anh và huấn luyện viên Thư Văn của VNG có phải quan hệ rất tốt không? Kể ra thì chúng tôi đã quen biết rất nhiều năm rồi. Có điều cô còn có việc, hôm nay có vòng thi dự tuyển, vậy tôi lập tức đưa cô đến đó. Được. Cảm ơn anh đưa tôi tới đây. Anh đi về cẩn thận nhé. Vậy tôi vào trước đây. Bye bye. Đợi một chút. Tóc cô bị rối rồi. Đợi lát nữa tham gia thi đấu, đừng lo lắng nhiều quá. Cố lên, tự lo cho mình. Tôi nhất định sẽ cố gắng. Bye bye. Năm nay trận đấu bóng rổ giữa các trường đại học Trung Quốc, chúng ta nhất định giành chức vô địch. Hạ Lăng, cậu chơi được đấy. Không có, phong độ bình thường thôi. Thế nào rồi, đã có kết quả chưa? Vừa đúng lúc cậu xem. Chị tôi vào được vòng chung kết rồi. Được đấy Hạ Lăng, có thể bảo chị cậu cho chúng tôi vài tấm vé xem trận chung kết không? Chúng tôi đi cổ vũ chị ấy, không vấn đề, mỗi người 2 tấm vé. Nói rồi đấy nhé. Đi đi. Chào chị Hinh. Không anh à, chúc mừng cô có thể lọt vào vòng chung kết cuộc thi ngôi sao ngày mai. Thực ra nếu như có cô, tôi cũng không cảm thấy nhạt nhẽo nữa. Tôi cũng vô cùng vinh hạnh, cuối cùng cũng có thể cùng chị Hinh đường đường chính chính thi đấu trên cùng một sân khấu. Có điều tôi nghe nói lần này hình như chỉ có dựa vào khả năng thực sự mới có thể giành được giải quán quân, không thể dở mấy món tiểu xảo ra được. Nói đến đây tôi thấy hơi lo cho chị. Có điều không sao, nhất định phải cố gắng lên. Tôi sẽ theo dõi chị.
câu hỏi trong cuộc thi tôi đã gửi cho em rồi, chắc chắn em sẽ giành được giải quán quân thôi. Nhưng à, cảm ơn thầy Sáng, em biết rồi. Cảm ơn thầy. Muốn tranh với tôi sao? Lục Phong, Lục Phong, Lục Phong à, suối quẩy. Tôi nói anh biết, lần này không tính. Không tính cái gì? Không tính là anh thắng. Vừa nãy tôi chạy bộ cả nửa ngày trời. Ai thèm thi với cậu? Anh không thi với tôi. Vậy tôi cũng tăng tốc, anh cũng tăng tốc. Anh có ý gì? Đây là tốc độ chạy bình thường của tôi. Là cậu tự mình tăng tốc theo đấy. Thật chịu không nổi. Hỏi cậu một câu. Trong trận Alpha, tại sao Quắc Nghiêm lại đánh lung tung không trúng mục tiêu vậy? Nếu không phải Triệu Dương muốn anh thắng, nên giở trò bị ổi sau lưng để ép Quắc Nghiêm. Anh không của tôi sẽ thua trận Alpha rồi bị anh thế chỗ hay sao? Cho nên tất cả mọi chuyện để cho Triệu Dương ngấm ngầm giở trò. Anh không biết thật hay giả dờ không biết vậy? Tôi nói với anh, chỉ cần anh còn ở đây ngày nào thì tôi sẽ không để anh sống dễ dàng ngày đó. Cậu chính vì chuyện này cho nên mới ghét tôi sao? Lẽ nào tôi còn phải thích anh sao? Đúng là có bệnh. Cậu đến đây làm gì? Dương Bân và Triệu Dương đang xử lý đồ đạc của quý sái. Nghe họ nói còn muốn dứt hết cúp của quý sái đi. Bọn này muốn kiếm chuyện hay sao? Chết rồi. Đem dứt hết đống này đi cho tôi. Cái này, cái này, cả cái này nữa. Đặc biệt là bức ảnh này. Cái này. Làm gì vậy? Kệ cậu ta, cứ dứt hết đi. Muốn gì? Ai cho các cậu đụng vào đồ của anh không của tôi? Người đã đi rồi, đồ ở đây chỉ dướng díu. Lâm Nhật Hiên, đây là quyết định của công ty. Bỏ tay ra. Cậu giỏi thì thử đụng vào xem. Lâm Nhật Hiên, tôi là chỉ để Dương Bân dứt hết chỗ rác này đi. Cậu phải đến mức này sao? Dương Bân, cứ dứt hết đi. Sao cậu dám đánh người? Tôi báo cảnh sát đó. Tôi báo cảnh sát đây, nghe thấy chưa? Cậu làm gì vậy? Bị thần kinh hay sao? Làm gì vậy? Cậu bị thần kinh à? Làm gì vậy? Thử chửi anh ấy một câu nữa xem. Bùi Hy, cậu là đội trưởng, đây chính là đội viên của cậu đấy. Nếu cậu còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát vô cổ cậu ta lại. Làm việc khi cậu bình tĩnh lại đi được không? Cậu
Đừng có tưởng là tôi không biết anh cùng một ruột với họ. Bắt tay với nhau để đuổi anh không đi. Bây giờ còn muốn dứt đồ của anh ấy đi. Triệu Dương, anh bắt nạt người quá đáng lắm rồi, anh biết không? Lâm Nhật Hiên, vì cậu không hiểu rõ thì đừng có vội đưa ra kết luận. Cậu, tôi phạt cậu một năm ngồi ghế dự bị cho tôi. Quản lý Triệu, không đến mức nghiêm trọng như vậy chứ, không cần anh nói giúp tôi. Dự bị đúng không? Đi thì đi. Tôi nói cho mà biết, cái tôi không thiếu nhất là mấy chiêu support quen với cậu. Bùi Hy, Bùi Hy, cậu làm gì vậy? Tôi không hy vọng khi tôi rời đội Lee Zhen thì những thứ này đều bị anh xem như rác để dứt đi. Không phải, Bùi Hy. Quản lý Triệu, bọn họ. Không sao chứ? Cửu ca, tôi muốn uống nữa. Tôi còn uống chưa đủ. Bên này, không được, không được. Ôi mẹ ơi, làm sao đây? Nào nào, có phải cậu bị điên rồi không? Đêm hôm gọi tôi đến đây làm gì? Tôi đã đợi cô một tiếng rồi. Nếu cô mà không đến, tôi sẽ chết cho mà xem. Tiếp tục đi. Thấy hát hò khí thế như vậy, một tiếng rưỡi cũng không chết được đâu. Cô còn nhân tính không vậy? Tôi đã xa nông nổi này rồi mà cô còn nói những lời này với tôi. Đánh nhau sao? Bị ai đánh vậy? Để chị hai báo thù cho nhé. Bị đánh. Hôm nay cái tên Triệu Dương đó muốn dứt hết cướp của anh không tôi đi. Tôi đánh hắn đến nỗi hắn phải quỳ xuống cầu xin tôi. Anh Hiên, anh đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đau quá tôi xin anh. Thôi đi, sau đó thì sao? Nói trọng tâm đi. Sau đó tôi bị giáng xuống làm chân dự bị. Mùa giải này không có cơ hội thi đấu nữa. Tên tiểu tử cậu có bị ngu không vậy? Cô có phải cảm thấy tôi không nên đánh nhau không? Phí lời. Đưa cho tôi một chai đi. Thực sự là ngu hết thuốc chữa. Dứt đi rồi còn nhặt lại không được sao? Cậu vì chuyện này bị giáng xuống làm chân dự bị. Đúng là ngu ngốc hết sức. Đau. Cậu nói xem, cậu và Khâu Anh sao lại phải tốt với anh ta như vậy? Anh ta cho hai người bù mê thuốc lú gì sao? Từ sáng tới tối cứ người mất hồn. Nếu không có anh không thì tôi hiện tại vẫn còn đang trôi giặt đầu đường xó chợ. Xin lỗi, xin lỗi. Lần này tôi mời anh. Anh đừng đánh giá kém được không? Tôi mặc kệ gì của cậu. Cậu đến muộn thì vẫn là đến muộn. Đồ ăn nguội ngắt như vậy, muốn tôi ăn kiểu gì? Không ăn thì thôi, sao phải dứt đi chứ? Mất việc rồi sao? Liên quan gì đến anh?
Cậu có nhớ hai ngày trước chúng ta ở nhà bác Dương đấu với nhau một trận không? Cậu thua phải gọi tôi là anh. Tôi thua rồi. Nhưng dựa vào đâu bắt tôi gọi anh là anh? Tôi có thể giới thiệu cho cậu một công việc phù hợp với cậu hơn. Thế nào? Tôi không làm quản lý mạng đâu. Ai cho cậu làm quản lý mạng chứ? Việc thi đấu game cậu làm không? Đội Lì Zen, biết không? Đội Lì Zen sao? Tôi lượn đi cho nước trong. Đi đi đi, tôi còn phải làm việc. Được được được, vậy tôi đi đây. Nè, đợi chút. Có gọi tôi là anh Không hay không? Anh Không, em chuẩn bị xong rồi. Khi nào thì luyện tập? Anh Không, em kính anh. Để tôi xem. Thật không ngờ cái tên lừa đảo này lại có lúc nghĩa khí như vậy. Lục y y tôi, kính anh một ly. Người ta còn sống sờ sờ, ai cho cô kính trụ kiểu đó? Vậy còn kính trụ với bức ảnh, cậu là có ý gì? Ý gì hả? Điện thoại của tôi đâu? Điện thoại của tôi? Điện thoại của cô? Dám chơm điện thoại của tôi? Tiểu anh nhà tôi gọi điện cho tôi này. Alo, cậu đang ở đâu vậy? Cậu uống rượu sao? Không uống rượu. Cậu uống rượu với ai vậy? Cậu uống ít thôi. Cậu gửi địa điểm cho mình qua đón cậu. Qua đây. Qua đây uống rượu. Vậy đi, đợi đấy cho tôi. Bây giờ mình tới ngay. Cảm ơn bác tài. Khâu Anh, sao lại ở đây? Tên tiểu tử Lâm Giật Hiên uống nhiều quá, tôi tới đón cậu ta. Cô thì sao? Tôi tới đón Y Y. Hai người đó đi cùng nhau sao? Quá ra là như vậy. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Vậy đi thôi. Phải rồi. Cuộc thi ngôi sao ngày mai cô chuẩn bị đến đâu rồi? Nếu như cô có vấn đề gì không hiểu rõ, có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào. Đảm bảo gọi là có. Câu Anh, mày tỉnh táo lại đi. Anh ấy chỉ coi mày như anh em tốt. Bây giờ anh ấy làm quà với bạn gái cũ, mày phải giữ khoảng cách với anh ấy. Không, không cần đâu. Không phải anh phải chuẩn bị cho mùa giải mới sao? Tôi cũng không tiện làm phiền anh. Hơn nữa bây giờ tôi đang ở Mộng Lữ Nhân, bên đó có rất nhiều chuyên gia, họ đều có thể giúp tôi. Sao tự nhiên cô lại ghẻ lạnh tôi như vậy? Tôi đã đắc tội gì với cô sao? Hay là cô không cần tôi làm thầy giáo cho cô nữa? Không phải, anh nghĩ nhiều quá rồi. Chỉ là tôi không muốn làm phiền anh. Cậu nặng quá. Cô không uống thắng được tôi đâu. Lục Y Y, cô không thắng được tôi. Cô đã uống bao nhiêu vậy? Cười ngu ngốc như vậy. Anh Không, em kính anh. Đây là anh Không của tôi. Cậu gọi tôi là anh Không. Đây là anh Không của tôi. Sao lại uống say đến nông nổi này? Khâu Anh, sao lại cầm cả micro ra đây? Khâu Anh, cậu đến rồi. Mình tới rồi. Sao lại uống ra nông nổi này? Cô uống không thắng tôi đâu Y Y. Tôi nói cậu biết ai không thắng cậu chứ? Phóng viên Lục, vừa nãy tôi nghe không nhầm chứ? Cô gọi tôi là anh Không. Trong lòng cô không phải tôi là một tên khốn sao? Tên khốn? Đúng vậy. Anh là đồ khốn. Chị dâu trước đã có người yêu rồi mà còn muốn trêu qua ghẹo nguyệt. Anh không phải tên khốn thì là cái gì? Cậu ấy uống nhiều quá rồi. Cậu ấy không có ý gì đâu. Mình không uống say chị dâu trước, trêu qua ghẹo nguyệt. Nói gì vậy? Thư Văn, Lâm Nhật Hiên đã nói rồi, Thư Văn là chị dâu trước. Uống say rồi. Không phải ý gì vậy? Không có ý gì đâu. Uống say rồi thôi. Mình chưa say. Thư Văn, đau, đau quá. Trên mạng đồn linh tinh về tôi và chị Thư Văn. Cậu còn đổ thêm dầu vào lửa để xem tôi xử lý cậu như thế nào. Không phải.
Là gì vậy? Thưa Văn, không phải là chị dâu trước của cậu ấy, mà còn là chị dâu trước của tôi. Thưa Văn là bạn gái cũ của anh trai tôi, Tôn Trạch Nghị. Cho nên những lời đồn vô căn cứ trên mạng, cô nghĩ là thật sao? Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, chẳng trách cô lạnh lùng với tôi như vậy. Tôi đâu có lạnh lùng với anh. Hơn nữa những lời đồn trên mạng nghe rất thuyết phục. Tôi nghĩ không tin cũng khó. Vạn nhất đó là sự thật, vậy tôi cũng không thể không giữ khoảng cách một chút. Trong số những tin đồn tình cảm của tôi, tin đồn có căn cứ nhất chính là với cô đấy. Có lý. Lục Y Y không uống thắng được tôi. Sao lại nặng như vậy chứ? Uống tiếp đi. Sao lại uống ra nông nổi này? Đừng có trượt xuống dưới đấy. Tôi không muốn uống. Mặt cậu làm sao vậy? Đừng động vào tôi. Tôi nói cho anh biết, còn dám động đến đồ của anh không của tôi. Anh không xong với tôi đâu. Chưa xong với ai? Nếu không, cậu ta muốn tính sổ với ai vậy? Không phải. Huấn luyện viên La nói với em, Triệu Dương và Dương Bân muốn dứt cúp của em đi. Cậu ấy quá tức giận, đánh Dương Bân một trận, kết quả bị giáng xuống làm chân dự bị. Tiểu tử thối này, biết ngay sẽ có ngày này mà. Cậu ta quá dễ bị kích động. Đúng vậy, cậu ta và Lì Sen vẫn còn hợp đồng 2 năm, cơ bản là không đi được. Huấn luyện viên Lạc bảo em khuyên cậu ấy, ai ngờ cậu ta lại uống nhiều như vậy. Em đây, mai còn phải mở cuộc họp với tên tiểu tử này. Vậy cậu về trước đi, đợi cậu ấy tỉnh lại tôi sẽ khuyên cậu ấy. Lục Y Y không uống thắng được tôi. Anh Tôn, làm phiền anh rồi. Cậu yên tâm về đi. Đừng đi, uống tiếp đi. Đi đi. Đừng đi, uống tiếp đi. Uống nước không? Lục Y Y là ai? Lục Y Y rất xinh. Cho tay vào trong. Lâm Dật Hiên, uống tiếp đi. Được rồi, được rồi. Ngủ nào, ngoan đi. Uống không thắng được tôi đâu. Cậu lợi hại nhất, cậu ta uống không thắng mình. Uống tiếp đi. Đã về đến nhà chưa? Về rồi. Lâm Dật Hiên không sao chứ? Cậu ấy ngủ rồi. Nặng như heo vậy. Phải rồi, quên không chúc mừng cô lọt vào chung kết của ngôi sao ngày mai. Thầy giỏi đào tạo ra trò giỏi thôi mà. Cuối cùng cô cũng trở lại trạng thái bình thường. Nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon. Ngủ ngon. Thỏ à, em có biết không, Quý Hướng Không không có bạn gái. Thưa Văn và anh ấy không phải quan hệ yêu đương. Thận trọng, phải thận trọng, hiểu không? Thận trọng là gì chứ? Chị không biết. Cứ cho là Thư Văn không phải bạn gái của anh ấy cũng chưa chắc đã thích chị.
Nhưng chị cảm thấy anh ấy có cảm tình với chị mà. Nếu không thì sao anh ấy phải giải thích với chị chứ? Đây không phải thích chị thì còn là gì? Em nói có đúng không? Ngủ thôi. Khâu Anh, cố lên. Nhất định phải trở thành bình luận viên của Aurora. Đã nói rồi, sẽ cùng nhau đi đến đỉnh vinh quang. Quý Hướng Không, nhất định phải đợi em. Ngôi sao ngày mai, mình nhất định sẽ làm được. Cố lên. Có chút đồ đạc. Đáng tiếc, đúng là lãng phí. Vẫn chưa ngủ sao? Chuẩn bị ngủ đây. Ngủ ngon, ngủ ngon. Được, ngủ ngon. Thịnh soạn như vậy. Chào đội trưởng. Chào. Đây là bữa sáng cậu chuẩn bị cho Kỳ Diệt và Thẩm Minh sao? Đội trưởng anh có muốn ăn một chút không? Không cần đâu. Đồng ngu, cũng coi như có chút lĩnh ngộ. Đoan hôm nay mua được đấy. Bánh bao nhân thịt. Tôi không thích ăn bánh bao nhân thịt. Lần sau mua bánh bao chay. Không có lần sau đâu. Sau này Đồng Ngô không có thời gian chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Thời gian này cậu ấy phải luyện tập tăng cường thêm một tiếng với tôi. Quý Hư Không, cậu cố ý sao? Kỳ Diệt, cậu biết người khác nói về cậu thế nào không? Nói gì về tôi? Nói cậu cậy mình là đồ đệ của Lý Tổng, bắt nạt người mới. Ai nói vậy? Để người đó tới tìm tôi. Anh Kỳ, bỏ đi bỏ đi. Được rồi, qua ăn đi. 10 giờ rưỡi bắt đầu họp. Đồng Ngô, việc luyện tập sớm sẽ bắt đầu từ hôm nay. Không cần phải lo lắng đâu, cậu không thua kém bất kỳ ai cả. Đội trưởng, có chuyện này tôi muốn hỏi cậu. Trước khi tôi đến với đội, số cuộc có chuyện gì xảy ra với Quý Hướng Không? Tại sao khi cậu ấy thua trong trận đấu liền phải ra đi? Anh không biết thật sao? Tôi nên biết điều gì? Dù là như vậy, sau khi Cố Phóng nghỉ thi đấu, Quý Soái đứng trước mặt ban giám đốc tuyên bố rằng nếu như thua trong trận Alpha thì anh ấy sẽ rời khỏi đội. Nhưng trong trận đấu đó, người để xảy ra sai sót rõ ràng là cậu. Về tình về lý, người phải đi nên là tôi. Nhưng Triệu Dương nhất quyết muốn đuổi anh ấy đi.
lại thêm việc anh gia nhập team, điều kiện duy nhất chính là làm đội trưởng. Không còn cách nào khác, chủ tịch Kim đã để Quý Soái đi. Điều kiện gia nhập team duy nhất của tôi là làm đội trưởng. Ai nói những lời này? Triệu Dương luôn nhấn mạnh với tôi, đây là điều kiện duy nhất để khiến anh đổi ý. Chào buổi sáng anh Summer. Chào. Chào buổi sáng anh Summer. Chào. Trong vòng sơ tuyển em thể hiện tốt lắm. Thấy thế nào? Đã bái sư thành công chưa? Cái tên Lạc Thiên này thật là, em nói xem, em vừa xinh đẹp lại còn biết nỗ lực, cũng không biết cậu ta nghĩ gì. Có lẽ là em không đủ chuyên môn. Em không đủ chuyên môn. Nói vậy người của Mộng Lữ Nhân thiếu chuyên môn sao? Đợi cậu ta đến hỏi cho ra lẽ. Đừng bàn Summer, em biết anh muốn giúp em, nhưng về chuyên môn thì bản thân em vẫn còn chưa vững. Anh có giúp em cũng bằng không? Được rồi, tiểu nhà đầu này có chí khí đấy. Nào, nói với anh, sao cậu ta lại từ chối em? Anh ấy nói với em, đừng lúc nào cũng muốn đi đường tắt. Muốn trở thành bình luận viên thì cần phải tìm một phương hướng chuyên nghiệp hơn để nỗ lực. Nói lời này cũng chưa chắc là không tốt. Tại sao vậy? Cái này nói lên em đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của cậu ta. Cậu ấy cảm thấy em là một viên ngọc có thể mài, cho nên mới đối với em đặc biệt nghiêm khắc. Thật sao? Thật đó, tin anh Summer của em đi. Được, em nhất định nỗ lực hơn nữa. Cố lên nhé. Phải rồi. Nếu có chỗ nào không hiểu thì nhất định phải tranh thủ đi hỏi Bùi Hy. Cậu ta đối với em nhất định sẽ vô cùng nhiệt tình chỉ bảo. Cố lên nhé. Bùi Hy, tại sao vậy? Anh Kỳ, đừng giận nữa. Tôi tin tưởng Quý Hướng Không này, cạnh mình có chị Thư Văn chống lưng. Hắn ta không thể muốn dạy dỗ ai thì có thể dạy dỗ người đó. Vì lúc nãy sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Tôi nói với cậu, đợi lát nữa trong cuộc họp hai chúng ta được không đến xem hắn làm thế nào. Anh Kỳ, nếu như lúc này anh thể hiện thái độ, có lẽ chúng ta sẽ mắc lừa Quý Hướng Không. Mắc lừa gì chứ? Hắn ta giống như đang tìm cách đối phó chúng ta. Anh không nhận ra hắn ta đang cố cô lập chúng ta sao? Hắn ta rất khôn ngoan. Một là không chịu ở phòng đơn mà chạy tới ở cùng Lư Thành. Hai là hôm nay cũng ra mặt giúp Đồng Ngô. Cái này nói là điều gì? Nói là gì hắn ta muốn chia sẻ mọi người. Nếu cứ tiếp tục như vậy, VNG có lẽ sẽ không còn chỗ dựa nào cho anh đâu. Được, hắn ta muốn chơi đúng không? Chúng ta chơi với hắn. Được. Nhưng mà trước mắt ngoài mặt chúng ta cứ giờ như đang phối hợp với hắn. Đặc biệt là trước mặt chị Thư Văn, không còn sớm nữa, đến họp thôi. Xin lỗi, xin lỗi. Được rồi, mọi người đều đến đông đủ rồi. Chúng ta cùng thảo luận về việc chuẩn bị cho giải đấu mùa thu. Thứ không, thời gian này tôi đã nghiên cứu số liệu thi đấu của mọi người trong mùa giải trước, căn cứ đặc điểm của mỗi người để vạch ra kế hoạch luyện tập. Thẩm Nguyệt, vị trí của cậu không thay đổi, vẫn là support. Được. Đồng Ngô, cậu tấn công dưới cùng tôi. Kỳ Diệt, trước đây cậu đem mọi việc giao hết cho Bùi Hy, có thể duy trì được chỉ số tốt như vậy, nếu không có thực lực vững vàng sẽ không làm được đâu. Chơi Jun, cậu chắc chắn có thể xếp vào top 3 cao thủ trong giới, cho nên vị trí của cậu không đổi. Vị trí của tôi không đổi. Còn ai có thể đi em ID nữa? Lưu Thành, cậu sẽ đi em ID. Tôi sao? Trước giờ Lưu Thành chỉ chơi top, thường lấy 1-3, nhưng tỷ lệ tử vong trung bình của cậu ấy là thấp nhất. Làm được việc này vô cùng khó. Sau khi Bùi Hy đi, vị trí MID của VNG vẫn luôn giữ tỷ lệ thua như trước, còn có khả năng kháng rất cao. Tôi cho rằng Lưu Thành có thể đánh MID. Vậy anh cũng nên tôn trọng người ta. Đã hỏi ý kiến cậu ấy chưa? Vị trí MID không phải ai cũng có thể đánh được đâu. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. Lưu Thành, cậu chịu áp lực này được sao? Tôi không muốn chơi MID. Tại sao? Đánh không nổi. Cậu không có lòng tin vào bản thân mình như vậy sao?
vẫn nên để vị trí MAD cho Kỳ Ca. Sau khi Bùi Hy đi, đều là Kỳ Ca đánh MAD. Mọi người đều đã quen với vị trí luyện tập rồi, không cần thay đổi. Tôi nên đánh vị trí nào, trong lòng tôi tự có tính toán. Hướng Không à, cậu muốn thay đổi trạng thái thi đấu của VNG, mọi người đều có thể hiểu được. Nhưng mà giải đấu sắp diễn ra rồi, thay đổi vị trí ngay trước giải đấu tôi cảm thấy quá mạo hiểm. Hơn nữa, trước đây Lương Thành chưa từng chơi vị trí này. Cứ xem như có người chơi MID đỉnh cao như Bùi Hy ở đây, cũng không có gì đảm bảo khả năng toàn thắng. Có thể nhìn thấy chiến thuật phối hợp sẽ mạnh hơn thực lực của từng cá nhân càng có ý nghĩa. Nếu mọi người đều cảm thấy phương án này mạo hiểm, thì chúng ta sẽ dùng phương án mới, thử nghiệm một tháng. Sau một tháng chúng ta quyết định ai chơi MID. Được, thời gian một tháng, cứ quyết định vậy đi. Thưa Văn, Lưu Thành, ngoài việc huấn luyện bình thường ra, từ ngày mai trở đi, mỗi ngày cậu chơi bóng rổ cho tôi một tiếng. Chơi bóng rổ? Cậu lại nghĩ ra trò gì vậy? Cái này liên quan gì tới việc thi đấu? Sao cậu không để chúng tôi đi dãy đầm cùng với cậu đi? Cậu là đội trưởng, cậu nói thế nào thì làm như vậy. Mai gặp. Alo, Hướng Không. Anh Tôn, A Hiên thế nào rồi? Bị anh tống cổ đi rồi. Để cậu ta về đó xin lỗi người ta, không cúi được cái mặt xuống. Nói cái gì mà muốn ngồi dự bị 2 năm. Hướng Không, sau khi em đi, cậu ấy bị ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ cậu ta luôn tự cho mình vô dụng. Tính cách cậu ấy là như vậy. Một khi bị kích động thì không ai bảo được. Tuyển thủ trong nghề không tham gia thi đấu thời gian dài sẽ không thể trở lại trạng thái thi đấu ban đầu. Điều này anh biết rất rõ. Anh không muốn cậu ấy đi vào vết xe đổ đó. Em hiểu rồi anh Tôn. Trước tiên em đi giải quyết chuyện của A Hiên trước. Gác máy đây. Bao lên, bao lên. Không cần đổi giày đâu. Tôi nói với cậu lát nữa tôi còn có việc ra ngoài. Có việc gì tranh thủ trình bày đi. Không phải cô dù giả gọi tôi đến hay sao? Không phải chứ, còn đứng được ra đó làm gì? Nói nhiều quá còn không mau lên. Không phải Y à, hai chúng ta phát triển có phải có chút nhanh quá không? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị. Tôi cũng là lần đầu tiên. Lần đầu tiên? Không phải cậu nói với tôi cậu là cao thủ máy tính hacker gì đó, cậu đều có thể tìm ra hay sao? Hacker? Cô gọi tôi tới là để làm vậy? Đúng vậy. Điều tra Triệu Dương. Tối hôm đó hai chúng ta không phải đã nói rồi sao? Đúng, tra cho ra tên Triệu Dương đó. Nào, không thì cậu cho rằng tôi gọi cậu đến nhà làm gì? Lâm Dật Hiên, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Tôi không nghĩ gì hết. Nói lại một lần nữa xem. Đừng có động tay động chân mặt. Tên khốn lưu manh này. Đừng mà, đừng động tay động chân. Tôi đánh chết anh. Không, anh không có ở đây. Tôi tới tìm cậu. Tìm tôi sao? Đây là loại mới. Uống thử miễn phí. Loại miễn phí sao? Không phải ở VNG lương một năm của anh là 1 tệ hay sao? Ly này tôi mời. Xin cậu đấy. Cứ coi như lương cả năm của tôi chỉ có 1 tệ thì vẫn tự mua được ly cà phê. Không tệ. Đi thẳng vào vấn đề thôi. Hôm nay tôi đến tìm cậu là vì chuyện của Lâm Dật Hiên. Cậu ấy đánh người, tôi không có cách nào giúp cậu ấy. Cậu là đội trưởng của Lì Sen, vậy thì đã sao? Cậu ấy không nghe lời tôi khuyên, tôi cũng hết cách. Vì của đội viên, bất luận lớn hay nhỏ thì cũng liên quan đến cả chiến đội. Cậu là đội trưởng, đương nhiên có liên quan tới cậu.
Dựa vào thực lực hiện tại của Lee Sen, cho dù Lâm Nhật Hy có rời đi thì người đánh ở vị trí support khác cũng dễ dàng tìm được. Không giống nhau đâu. Ý thức support của A Hiên vô cùng rõ ràng. Đây không phải khoa trương. Trong số tất cả các tuyển thủ chuyên nghiệp trong nước, cậu ấy gọi là số 2, không ai là số 1. Bây giờ điều cậu ấy vào vị trí dự bị. Giải đấu mùa thu này các cậu sẽ có tuyển thủ thay thế giỏi hơn sao? Cứ coi như cậu ta lợi hại như lời anh nói đi. Nhưng support mà không nghe lời thì còn không bằng dự bị. A Hi, con người cậu ta nhìn có vẻ tính cách bộc phát, nhưng con người cậu ấy không xấu, tâm địa lương thiện. Lee Sen gần đây xảy ra không ít chuyện, cậu ấy cũng cần chút thời gian để thích ứng. Có phải anh đang ghét tôi giống như cậu ta không? Ghét thì nặng nề quá. Tôi luôn coi cậu là đối thủ đáng tôn trọng nhất trên sàn đấu. Anh thực sự cảm thấy Lee Sen cần Lâm Dực Hiên sao? Cậu là đội trưởng, sắp xếp thế nào là việc của cậu. Tôi chỉ là nói lại mọi chuyện với cậu thôi. Nếu muốn thắng trận đấu thì không thể thiếu cậu ta. Vậy anh không sợ tôi điều Lâm Dực Hiên trở lại trong giải đấu mùa thu thì anh sẽ thua tôi sao? Đối thủ càng mạnh, chiến thắng càng dễ dàng. Không phải sao hôm nay lại biến thành tiết mục cậu hỏi tôi đáp như vậy? Còn câu hỏi gì nữa không? Còn một câu cuối. Anh nhìn nhận thế nào về tôi? Có cậu trong team thì team đó không có đối thủ. Có điều chỉ là trong 6 phút đầu. Chỉ trong 6 phút đầu thôi sao? Tôi còn chưa nói xong. 6 phút sau thì phải xem cậu gặp phải đối thủ như thế nào. Nếu như cậu đen đuổi gặp phải tôi, vậy thì cậu sẽ bị lật kèo ở phút thứ 7. Ngạo mạn. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, trên thế giới này người có thể đánh bại tôi chỉ có chính tôi thôi. Uống nước đi. Thế nào rồi? Cũng hầm hầm. Muốn điều tra Triệu Dương thì phải bắt đầu từ đoạn video ở sân bay. Đây là máy tính của Khâu Anh. Nếu như có thể tra ra kẻ đã hack máy tính của cậu ấy thì sẽ tóm được Triệu Dương. Có điều chiếc máy tính này không có dấu hiệu từng bị hack. Sao có thể như vậy? Vậy đoạn video ngụy tạo đánh người đó chính là từ chiếc máy tính này phát tán ra bên ngoài. Người phát tán là không phải Khâu Anh. Nếu không phải hacker thì là gì? Trong trường hợp này, bình thường chỉ có một khả năng. Khả năng gì? Người quen gây án. Chắc chắn là bạn tốt nhất của Khâu Anh. Ví dụ như cô. Anh nói cái gì vậy? Không phải, tôi chỉ đang nói ví dụ thôi. Tôi đâu có nói chắc chắn là cô. Đợi một chút. Hình như tôi biết là ai rồi. Ai vậy? Huấn luyện viên La. Lâm Nhật Hiên, quay giờ huấn luyện. Nếu đến muộn, trận đấu tiếp theo tôi sẽ phạt cậu ngồi ghế dự bị. Em lại được thi đấu rồi sao? Đừng có phí lời như vậy, mau quay về đi. Không phải huấn luyện viên Lạc, em không được. Có chuyện gì vậy? Tôi phải quay về trước, tôi đi đây. Anh, đợi đã. Lâm Nhật Hiên. Người quen gây án sao? Không thể nào.